là gà hả? Chào cả nhà. Thì hôm nay mình dẫn cả nhà đi ăn hủ tiếu bò cả nhà. Hủ tiếu bò và bún bò. Bữa nay chủ nhật mình dẫn lính mình đi ăn. Ở đây của người Khmer quá. Đây bán con tiếu bún bò đường đường này là về Duyên Hải cả nhà. Quốc lộ 53. Ở đây là gần chùa Vinh Ông. Chùa Vinh Ông ở dưới đó cả nhà. Còn là đường này là về Trà Vinh. Đường này về Trà Vinh cả nhà. Rồi mình vô mình kêu hủ tiếu bò. Hủ tiếu bún bò. Ừ, cho anh trước tô hủ tiếu bò đi. Còn một chút để thịt bò, có thịt heo đó hả? Để bò đi, để bò ăn cho lạ chút đi. Còn chút nữa lính anh nó ăn cái gì nó kêu sao nó quay phim ra này. Ở quán đây mình mở lâu chưa em? 7-8 năm hả? Thấy cũng hấp dẫn quá nè cả nhà. Đó, Garamen. Làm YouTube. Cái này cà chua TV, anh làm tới mấy kênh rồi, anh làm tâm linh, kênh này kênh mới. Anh đây giấc sáng bán đắt không em? Anh giờ cũng bán không mấy ai được thôi. Vậy hả? Bán cho dân địa phương mình hay là khách dẫn lại? Lai gà ha. Bán tới chiều luôn phải không bán có mình một chứ không có tiếp viên vậy hả? Ủa, anh thấy bên đây có nhà quan là nhà của ai vậy? Nhà của em á. Quay đi Caramel à. Con quay sao mà cho nó có ánh sáng.
cả nhà ăn sáng cùng với mình nha. Bữa nay là ngày cuối tuần chủ nhật, chúc cả nhà vui vẻ và mạnh khỏe nha. Quá đã. Ngon cả nhà. Cay quá. Đi để con. Cay quá cả nhà ơi. Cay gì mà phải ăn, ngọt thì chứ. Phải ăn ớt. Cá lụa cũng ngon quá nè cả nhà. Cái đồ này hình như là sáng là còn hai bên lề đường là người dân tộc bán đồ ăn rất nhiều cả nhà.
rồi em ơi. Sao ăn cái gì họ kêu luôn? Bún bò. Ủa? Bún bò phải không? Chiên tô bún bò nè. Tính tiền luôn. Vậy là ăn tô có 25k cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh ha. Cả nhà nhớ nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Rồi mình xin nói là chào, hẹn gặp lại.